Tại các thành phố như Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, rất đông người dân đã xuống đường tuần hành kêu gọi chính phủ có hành động nhằm bảo vệ rừng Amazon trước nạn tàn phá nghiêm trọng. Amazon là trái tim, lá phổi của thế giới, và việc bảo vệ rừng Amazon cũng rất quan trọng đối với người dân bản địa. Để có một tương lai phía trước, chúng ta không thể tồn tại mà không có khu rừng này. Vì vậy, chúng ta cần phải nhìn nhận vấn đề này càng sớm càng tốt. Các vụ cháy rừng tại Amazon, khu vực được coi là lá phổi của hành tinh, cũng dẫn tới các hoạt động biểu tình tại nhiều nước khác. Trước đó cùng ngày, nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra bên ngoài đại sứ quán và lãnh sự quán Brazil tại các thành phố lớn như London, Anh, Berlin, Đức, Madrid, Tây Ban Nha và Mumbai, Ấn Độ. Từ hai tuần qua, các vụ cháy rừng Amazon đã tàn phá hàng chục nghìn hecta rừng nhiệt đới. Cộng đồng quốc tế quan ngại các vụ cháy ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường, hệ động thực vật tại khu vực được coi là lá phổi xanh của hành tinh. Theo số liệu chính thức của chính phủ Brazil, hơn 76.000 đám cháy rừng đã được ghi nhận ở nước này trong 8 tháng đầu năm nay, con số cao nhất kể từ năm 2013, và hầu hết xảy ra ở rừng Amazon. So với cùng kỳ năm ngoái, cháy rừng Amazon từ đầu năm đến nay tăng 83%. Hiện con số thiệt hại chính xác vì cháy rừng Amazon vẫn chưa được xác định, song khói mù đã phủ kín thành phố São Paulo và một số thành phố khác của Brazil. Trong khi đó, cháy rừng có xu hướng nghiêm trọng hơn do mùa khô hanh hiện nay kéo dài đến cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11, cùng thói quen phá rừng làm nương rẫy và bãi chăn thả gia súc.